Thầy xin tự giới thiệu, thầy là Đào Kiến Quốc, giáo viên bộ môn toán trường trung học cơ sở thị trấn Mường Khương. Hôm nay thầy và trò chúng ta cùng ôn tập lại một nội dung trong phân môn hình học lớp 7, các trường hợp bằng nhau của tam giác. Trước tiên chúng ta cùng đi ôn tập lại phần lý thuyết. Như các em đã biết, chúng ta có 3 trường hợp bằng nhau của hai tam giác. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của hai tam giác, trường hợp cạnh cạnh cạnh. Nếu ba cạnh của tam giác này tương ứng bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Ví dụ tam giác ABC và tam giác A phẩy B phẩy C phẩy có cạnh AB bằng cạnh A phẩy B phẩy, cạnh AC bằng cạnh A phẩy C phẩy, cạnh BC bằng cạnh B phẩy C phẩy thì kết luận được hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Trường hợp bằng nhau thứ hai, cạnh góc cạnh. Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này tương ứng bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh. Cụ thể trong trường hợp này, tam giác ABC và tam giác A phẩy B phẩy C phẩy có cạnh AB bằng cạnh A phẩy B phẩy, góc B bằng góc B phẩy, cạnh BC bằng cạnh B phẩy C phẩy thì hai tam giác đó bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh. Chú ý yếu tố góc xen giữa ở đây là góc B và góc B phẩy. Trong trường hợp nếu có cạnh AC bằng cạnh A phẩy C phẩy, cạnh CB bằng cạnh C phẩy B phẩy thì yếu tố góc xen giữa bằng nhau là góc C bằng góc C phẩy. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác, trường hợp góc cạnh góc. Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này tương ứng bằng một cạnh và hai góc kề của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau theo trường hợp góc cạnh góc. Cụ thể trong trường hợp này, xét tam giác ABC và tam giác A phẩy B phẩy C phẩy có góc B bằng góc B phẩy, cạnh BC bằng cạnh B phẩy C phẩy, góc C bằng góc C phẩy, từ đó suy ra tam giác ABC bằng tam giác A phẩy B phẩy C phẩy theo trường hợp góc cạnh góc. Như vậy, chúng ta vừa được ôn tập lại 3 trường hợp bằng nhau của hai tam giác. Bây giờ, chúng ta sẽ vận dụng các trường hợp này vào làm các bài tập. Bài tập số 1. Cho tam giác ABC có AB bằng AC, M là trung điểm của BC. Chứng minh rằng tam giác AMB bằng tam giác AMC. Như chúng ta đã biết, đối với một bài toán hình học, để làm bài toán này, đầu tiên chúng ta phải nhớ đến đó là chúng ta phải đọc kỹ đề bài. Sau đó chúng ta vẽ hình ghi giả thiết kết luận. Rồi từ hình vẽ, từ giả thiết kết luận chúng ta chứng minh được bài. Cụ thể đối với bài này hình vẽ như sau. Đó có tam giác ABC cạnh AB bằng cạnh AC. M là trung điểm của BC nên MB bằng MC. Các đoạn thẳng bằng nhau được ký hiệu giống nhau. Từ hình vẽ chúng ta có thể viết được giả thiết kết luận. Giả thiết tam giác ABC có cạnh AB bằng cạnh AC. M là trung điểm của BC nên MB bằng MC và M thuộc BC. Kết luận tam giác ABM bằng tam giác ACM. Để chứng minh bài này chúng ta cần chú ý xét xem hai tam giác ABM và tam giác ACM đã có những yếu tố nào bằng nhau. Nhìn vào hình thì chúng ta thấy có cạnh AB bằng cạnh AC, cạnh MB bằng cạnh MC. Vậy hai tam giác này muốn bằng nhau thì cần có một yếu tố về góc xen giữa hoặc có một yếu tố về cạnh. Thì chúng ta nhìn thấy luôn trong hình vẽ đó là cạnh AM là cạnh chung của hai tam giác này. Chính vì vậy hai tam giác này có đủ 3 yếu tố bằng nhau, đó là bằng nhau theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Cụ thể phần chứng minh như sau. Xét tam giác ABM và tam giác ACM có MB bằng MC theo giả thiết, có cạnh AB bằng cạnh AC theo giả thiết, cạnh AM là cạnh chung, từ đó suy ra tam giác ABM bằng tam giác ACM theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Như vậy qua bài tập số 1 này đã củng cố cho chúng ta trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác, trường hợp bằng nhau cạnh cạnh cạnh.
Chúng ta tiếp tục với bài tập số 2. Cho hình vẽ, hãy chứng minh tam giác MAD bằng tam giác MCB. AD song song với BC. Đối với bài tập số 2, chúng ta quan sát thấy người ta đã cho sẵn hình vẽ, do đó từ hình vẽ chúng ta có thể ghi luôn giả thiết kết luận. Giả thiết đoạn thẳng MA bằng MC, MD bằng MB. Kết luận tam giác MAD bằng tam giác MCB. Cạnh AD song song với BC. Từ giả thiết kết luận này, chúng ta phân tích để tìm ra cách chứng minh. Cụ thể đối với phần A, để chứng minh tam giác MAD bằng tam giác MCB, chúng ta cần xét xem hai tam giác này có những yếu tố nào bằng nhau. Nhìn vào hình vẽ, chúng ta thấy hai tam giác này có yếu tố về cạnh là cạnh MA bằng cạnh MC, cạnh MD bằng cạnh MB. Vậy chúng muốn bằng nhau nữa thì chúng ta cần phải có thêm yếu tố hoặc là góc xen giữa hai cạnh bằng nhau đó, hoặc là một cặp cạnh còn lại tương ứng bằng nhau. Trong trường hợp này, chúng ta nhận biết thấy luôn là có cặp góc xen giữa là góc AMD và góc CMB, là hai góc bằng nhau ở vị trí đối đỉnh. Như vậy, hai tam giác này có 3 yếu tố bằng nhau, từ đó suy ra được hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh, góc, cạnh. Chúng ta tiếp tục với phần phân tích chứng minh AD song song với BC. Để chứng minh AD song song với BC thì chúng ta chú ý đến yếu tố là một cặp góc so le trong bằng nhau hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau thì có thể suy ra được hai đường thẳng song song. Ở đây chúng ta có thể dễ dàng chứng minh được góc MAD bằng góc MCB suy ra từ trường hợp hai tam giác bằng nhau ở phần A, mà góc MADB và góc MCB là hai góc ở vị trí so le trong, cho nên có thể kết luận được hai đoạn thẳng này song song với nhau. Từ phần phân tích, chúng ta có thể biết được phần chứng minh cụ thể như sau. Chúng ta có thể viết theo mũi chiều mũi tên ngược từ dưới lên để chúng ta chứng minh. Chứng minh xét tam giác MAD và tam giác MCB có MA bằng MC, góc AMD bằng góc CMB đối đỉnh. MD bằng MB là theo giả thiết, từ đó suy ra hai tam giác MAD và MCB bằng nhau theo trường hợp cạnh, góc, cạnh. Đối với trường hợp B, theo câu A, ta có tam giác MAD bằng tam giác MCB, do đó góc MAD bằng góc MCB, hai góc tương ứng, mà góc MAD và góc MCB ở vị trí so le trong, nên ta có thể kết luận được đoạn đường thẳng AD song song với đường thẳng BC, hay có nghĩa là AD song song với BC. Đây là điểm phải chứng minh. Chúng ta tiếp tục với bài tập số 3. Trong hình vẽ sau, có OA bằng OB, góc OAC bằng góc OBD, chứng minh rằng AC bằng BD. Đối với bài tập này, đề bài đã cho sẵn chúng ta hình vẽ. Chúng ta có thể từ hình vẽ suy ra được giả thiết kết luận. Giả thiết kết luận như sau. Giả thiết OA bằng OB, góc OAC bằng góc OBD, kết luận AC bằng BD. Để chứng minh cạnh AC bằng BD, ta có rất nhiều cách chứng minh. Chúng ta có thể chứng minh AC và BD bằng một đoạn thẳng thứ ba, hoặc chúng ta chứng minh AC và BD được gắn vào hai tam giác bằng nhau. Cụ thể trong trường hợp này, cạnh AC được gắn vào tam giác OAC, cạnh BD được gắn vào tam giác OBD. Do đó, để chứng minh AC bằng BD, ta đi chứng minh tam giác OAC bằng tam giác OBD.
Hai tam giác này có các yếu tố bằng nhau, đó là OA bằng OB theo giả thiết, có góc OAC bằng góc OBD theo giả thiết, có góc O là góc chung. Từ đó có thể suy ra hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp góc cạnh góc, từ đó suy ra được AC bằng BD. Qua việc phân tích theo sơ đồ ngược, chúng ta có thể dễ dàng chứng minh được bài tập số 3. Chứng minh như sau. Xét tam giác OAC và tam giác OBD có góc OAC bằng góc OBD theo giả thiết, có cạnh OA bằng cạnh OB theo giả thiết, có góc O là góc chung. Từ đó suy ra tam giác OAC bằng tam giác OBD. Suy ra cạnh AC bằng cạnh BD, hai cạnh tương ứng. Qua bài tập số 3, chúng ta lại được củng cố một lần nữa trường hợp bằng nhau thứ ba của hai tam giác, trường hợp bằng nhau góc cạnh góc. Bài tập 4, cho góc XOY khác góc bẹt, lấy các điểm AB thuộc tiêu X sao cho OA nhỏ hơn OB, lấy các điểm CD thuộc tiêu OY sao cho OC bằng OA, OD bằng OB, gọi E là giao điểm của AD và BC, chứng minh rằng A AD bằng BC, B tam giác EAB bằng tam giác ECD, C OE là tiêu phân giác của góc XOY. Từ đề bài chúng ta có thể vẽ được hình như sau. Vẽ góc XOY là khác góc bẹt, trên tia OX lấy hai điểm A và B sao cho OA nhỏ hơn OB, trên tia OY lấy điểm C và D sao cho OC bằng OA, OD bằng OB, AD cắt BC tại điểm E. Thông qua hình vẽ chúng ta có giả thiết kết luận. Giả thiết cho góc XOY khác góc bẹt, điểm A và B thuộc tia OX sao cho OA nhỏ hơn OB, điểm C và D thuộc tia OY sao cho OA bằng OC, OB bằng OD, AD cắt BC tại điểm E. Kết luận A AB bằng BC, tam giác EAB bằng tam giác ECD, OE là tia phân giác của góc XOY. Từ hình vẽ và giả thiết kết luận, chúng ta đi phân tích chứng minh như sau. Đối với phần A, để chứng minh AD bằng BC, chúng ta đi gắn hai cạnh AD và BC vào hai tam giác bằng nhau. Ở đó chúng ta có thể chứng minh được tam giác OAD và tam giác OBC có các yếu tố bằng nhau là OC bằng OA theo giả thiết, góc O là góc chung, OD bằng OB theo giả thiết. Từ đó có thể suy ra được hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh, từ đó có thể suy ra được AD bằng BC. Như vậy, khi trình bày bài tập này, chúng ta trình bày theo chiều mũi tên từ dưới đi lên, xuất phát từ giả thiết, rồi xuất phát từ các trường hợp, các cạnh bằng nhau và các góc bằng nhau để suy ra được hai tam giác bằng nhau, rồi suy ra được cạnh AD bằng cạnh BC. Thầy giáo giao cho chúng ta về nhà bài tập này, trình bày hoàn chỉnh vào trong vở. Để chứng minh tam giác EAB bằng tam giác ECB, chúng ta cần quan sát xem hai tam giác này đã có thể có những yếu tố nào bằng nhau để chúng ta dự đoán hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp nào. Chúng ta có thể thấy luôn là có góc B1 bằng góc D1 do chứng minh ở phần A là tam giác OAD bằng tam giác OCB. Có góc E1 bằng góc E2 đối đỉnh, do vậy có thể thấy được là góc A1 bằng góc C1, mà AB lại bằng CD. AB bằng CD. Hai góc là AB bằng CD lý do bởi vì là cạnh OA bằng cạnh OC, cạnh OD bằng cạnh OB. Do đó hai cạnh AB và CD bằng nhau. Có hai góc kề là góc B1 và góc A1, góc D1 và góc C1 chúng ta chứng minh được bằng nhau. Từ đó suy ra hai tam giác này bằng nhau.
cụ thể chúng ta nhìn vào để chúng ta phân tích. Hãy dự đoán là hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp góc cạnh góc. Trước tiên là chúng ta có góc A1 bằng góc C1, chúng ta có thể chứng minh được A1 bằng C1, cạnh AB bằng cạnh CD và góc B1 bằng góc D1. Để chứng minh AB bằng CD thì chúng ta dựa vào là giả thiết là có OA bằng OC, OB bằng OD. Do đó, đoạn thẳng AB bằng đoạn thẳng CD. Để chứng minh góc A1 bằng góc C1 thì chúng ta dựa vào trường hợp là có B1 bằng góc D1 do tam giác OAD bằng tam giác OA, OCB. Có góc B1, E1 bằng góc E2 đối đỉnh. Do vậy, cặp góc còn lại của hai tam giác phải bằng nhau, đó là góc A1 bằng góc C1. Còn ở trong trường hợp góc B1 bằng góc D1 này thì chúng ta thấy là theo suy ra từ tam giác OCB, OCB bằng tam giác OAD chứng minh ở trên. Nhìn vào sơ đồ chứng minh này thì chúng ta có thể trình bày cách chứng minh vào vở. Đó là chúng ta trình bày là chúng ta trình bày các yếu tố về cạnh bằng nhau để từ đó suy ra được cạnh AB bằng cạnh CD. Trình bày các yếu tố về góc bằng nhau để suy ra được góc A1 bằng góc C1. Và từ tam giác OCB bằng tam giác OAD có thể chứng minh được góc B1 bằng góc D1. Sau đó chúng ta xét tam giác EAB và tam giác ECD có góc A1 bằng góc C1 chứng minh trên AB bằng CD, B1 bằng D1, từ đó suy ra hai tam giác bằng nhau theo trường hợp góc cạnh góc. Đấy là cách chứng minh hai tam giác EAB và ECD bằng nhau. Chúng ta đã được củng cố trường hợp bằng nhau thứ ba của hai tam giác. Phần này thầy giáo cũng yêu cầu chúng ta về nhà trình bày phần chứng minh hoàn thiện vào trong vở. Chúng ta tiếp tục với phần C. Chứng minh OE là tia phân giác của góc XOY. Ở đây chúng ta nhớ lại về cách chứng minh một tia là tia phân giác của một góc thì cần chú ý hai điều kiện. Một là tia đó phải nằm giữa và tia đó phải cách đều hai cạnh của góc. Cụ thể là chứng minh góc O1 bằng góc O2. Muốn chứng minh được góc O1 bằng góc O2 thì chúng ta có nhiều cách chứng minh. Tuy nhiên, chúng ta có thể chứng quy về chúng về chứng minh hai tam giác bằng nhau. Cụ thể là đi chứng thể chứng minh tam giác OEC bằng tam giác OEA, dự đoán là bằng nhau theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Thì ở đây hai tam giác này có các yếu tố bằng nhau, đó là cạnh OA bằng cạnh OC, có cạnh OE là cạnh chung, có cạnh EC bằng cạnh EA, do là chúng ta đã chứng minh được ở trên là tam giác EAB bằng tam giác ECB. Như vậy thì đủ ba yếu tố có thể kết luận được là hai tam giác này bằng nhau. Và từ đó suy ra được OE là tia phân giác của góc XOY. Phần này thầy giáo cũng giao cho chúng ta về nhà chúng ta trình bày lại vào trong vở. Các bài tập trên thì chúng ta có thể củng cố ba trường hợp bằng nhau của hai tam giác để từ đó chúng ta có thể chứng minh được hai tam giác bằng nhau, từ đó suy ra được hai cạnh tương ứng bằng nhau hoặc hai góc tương ứng bằng nhau. Các em về nhà ôn tập lại tất cả ba trường hợp bằng nhau của hai tam giác. Sau đó các em có thể ôn tập lại các bài này bằng cách làm lại các bài tập thầy vừa chữa và trình bày lại bài tập số 4 hoàn thiện vào trong vở. Đồng thời chúng ta có thể làm thêm hai bài tập như sau: bài tập số 1 và bài tập số 2. Thầy giáo rất mong các em tích cực học tập, tích cực làm bài để bài học có kết quả cao hơn nữa. Chào các em.